nữ diễn viên Kiều Anh về tận những nơi lũ lụt ở Thái Nguyên, Tuyên Quang để trao đồ cứu trợ cho mọi người. Khi xảy ra lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc, Kiều Anh đã bắt tay vào việc kêu gọi mọi người chung tay và thu mua những nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ. Nữ diễn viên, gia đình mình vui bất thình lình, còn đích thân về tận những nơi lũ lụt ở Thái Nguyên, Tuyên Quang để trao đồ cứu trợ cho mọi người. Với các địa điểm đang bị cô lập bởi lũ, nữ diễn viên di chuyển bằng xuồng máy do chính quyền địa phương sắp xếp để đưa hàng cứu trợ vào từng nhà. Kiều Anh sinh năm 1981 tại Thái Nguyên. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ khoa múa trường Đại học Văn hóa, Nghệ thuật Quân đội. Năm 17 tuổi, Kiều Anh phục vụ ở đoàn văn công biểu diễn thường xuyên trong bộ đội biên phòng. Năm 2004, Kiều Anh vào biên chế hoạt động tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, làm nhiệm vụ tiếp đón lãnh đạo nước ngoài. Từ năm 2011, cô chuyển sang đảm nhiệm đạo diễn sân khấu cho cơ quan này. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, vào năm 2019, Kiều Anh được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Là diễn viên múa nhưng Kiều Anh lại được khán giả biết tới khi đóng phim truyền hình. Vai diễn trên truyền hình đầu tiên của cô là Nhung trong Phía trước là bầu trời, phát sóng năm 2001. Sau đó Kiều Anh tham gia một số phim cả truyền hình lẫn điện ảnh như Ký ức Điện Biên, Những công dân tập thể, Huyền thoại Mường Trời, Tình khúc Bạch Dương, Hồ sơ Cá sấu, Ngày mai bình yên, Gia đình mình vui bất thình lình. Với vai Phương trong Gia đình mình vui bất thình lình, Kiều Anh nhận giải diễn viên nữ ấn tượng VTV Award. Cô từng đạt 5 huy chương vàng trong các đợt liên hoan ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, hội thi biểu diễn múa và âm nhạc dân tộc toàn quân. Công chúng từng bất ngờ khi cô là mẹ đơn thân suốt 7 năm. Cô chia tay bạn trai khi biết mình vừa có thai. Đến năm 2020 Kiều Anh thông báo kết hôn. Thời điểm hiện tại danh tính chồng của nữ diễn viên vẫn được giữ bí mật. Cô chỉ tiết lộ, ông xã sinh năm 1986, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.